chào các bạn đã đến với video của mình ngày hôm nay. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người tô màu bức tranh về một chú cáo nhỏ. Chú cáo này rất là tinh nghịch và rất là cô te. Đây chính là bức tranh ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người tô màu. Đây chính là một chú cáo rất là tinh nghịch đúng không? Bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người hoàn thành bức tranh này luôn. Đầu tiên là mình sẽ tô phần lưỡi của chú cáo. Tại vì là chú cá này đang thì cái lưỡi ra như kiểu trêu đùa mọi người ấy. Cho nên là mình sẽ hướng dẫn mọi người tô màu bức tranh này. Tiếp theo phần lòng tay của trong tay chú cáo này, mình sẽ tô màu. Sữa. Phần lông mày của cáo thì mình sẽ tô màu đen. Phần mõm của chú cáo thì mình sẽ tô một màu cam. Còn toàn thân chú cá này mình nghĩ là mình sẽ tô một màu. Mình đang không phân vân là tô, nếu mà tô một màu thì sẽ tô như thế nào. Mình muốn tô màu chú cá này có một chút màu xanh nữa, cho nên là mình sẽ tô thêm một chút màu xanh nha mọi người. Mình cũng đang ý định tô như thế, ý định là tô hai màu. Mình cũng muốn là tô hai màu nhưng mà không biết nên phối màu gì và màu gì sẽ hợp với chú cá này hơn. Vậy là mình đã tô xong phần viền của chú cáo này. Phần mũi chú cáo thì mình nghĩ là mình sẽ sử dụng màu nâu để mình tô cho phần mũi chú cáo này. Màu tiếp theo mà mình muốn tô cho toàn thân chú cáo này, mình nghĩ là mình sẽ phối với màu vàng. Phần nhạt ấy, một chú cáo lai xanh vàng. Chất màu sắc này sẽ rất là đặc biệt. Mọi người hãy xem hết video của mình để đón chờ xem thành quả mình phối màu như thế này thì có đẹp hay không nha. Vậy là mình đã hoàn thành xong bức tranh này, đây chính là thành quả của
mình cảm thấy mình phối như thế này rất là đẹp mọi người ạ. Nếu mọi người thấy đẹp thì mọi người hãy cho mình một like cũng như một subscribe ủng hộ cho kênh của mình nhé. Bây giờ mình xin chào và hẹn gặp lại mọi người.